Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu trang trí với họa tiết hoa mẫu đơn ghép cạnh pha màu. Bây giờ xin mời các bạn theo dõi cách làm. Với vật liệu chúng ta cần chuẩn bị ở đây gồm có giấy màu A4. Ở đây mình sẽ sử dụng giấy màu A4 màu hồng, màu cam và trắng. Cùng với đó là tầm 10 đến 15 ống hút màu xanh, kéo cắt, một tấm đề can nền tròn với bán kính tầm 10 cm. Và vật dụng không thể thiếu đó là sụn bằng keo nến. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bước đầu tiên, đó là tạo màu cho khung tranh. Thì với khung tranh cho chúng ta ở đây là một tấm đề can màu nguyên bản. Thì mình sẽ dùng màu trắng của giấy màu A4 để tạo màu cho khung tranh này. Bây giờ mình sẽ dùng bút chì vẽ khung đề can của chúng ta là vậy. Sau đó chúng ta sẽ dùng dẻo cắt một hình tròn tách các khuôn tầm 1 cm. Chúng ta căng như vậy cho hiện phần tròn của chúng ta. Tiếp theo sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ dùng kéo cắt những đường dọc ngang đúng tầm vành của hình tròn mà chúng ta đã vẽ để tạo màu cho khung tranh, khung đề can. Thì chúng ta có thể sử dụng bút màu hoặc là màu vẽ để tô màu cho khung tranh, khung đề can. Ở đây mình chọn cách nhanh và tận dụng những vật liệu có sẵn là giấy màu A4. Thì mình lại sử dụng cách dùng giấy màu để tạo màu cho khung. Ở đây mình sử dụng màu trắng là một màu trống tính. Khi sử dụng màu trắng để làm khung cho một bức đề can hoặc khung tranh, khung ảnh thì chúng ta sẽ yên tâm hơn khi sử dụng các màu sắc trang trí ở phần hoa lá cũng như trang trí phụ mà không cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều, vì màu trắng là một màu trung tính. Khi chúng ta sử dụng bất cứ một màu nào giống như là đỏ, xanh, hồng, vàng, cam, tím thì nó cũng sẽ phù hợp cả so với các màu đen khác. Ở đây mình đã dán xong cho keo phấn đã cắt và dán xong được phấn hình tròn đề can của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt lại, đây là tâm điểm của hình tròn. Giờ chúng ta sẽ dán những đỏ mục vào. Thứ nhất, trước tiên là chúng ta sẽ dán tâm điểm. Ta sẽ dán thẳng đường. Và từ đó chúng ta sẽ cho những ống hút khác cùng nhau tâm điểm mà chia ra cách nhau tầm 1 cm. Như mình đang làm. Các bạn lưu ý thì chúng ta sẽ dán hai bên. Bên này và bên này để tránh không ta bị lệch. Lần lượt cho keo vào phần ống hút và dán cách đều như vậy. Và sau khi dán xong thì mình sẽ lật lại. Đây, các bạn có thể nhận thấy là
khung của chúng ta đã gần được hoàn thiện. Bây giờ chúng ta chỉ cần cắt một bông hoa chính nằm ở đây và các cạnh hoa lá phủ xung quanh, thì khung tranh treo tường chúng ta sẽ được hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ để khung tranh này sang qua một bên và tiến hành cắt hoa trang trí. Hoa trang trí ở đây, trước tiên thì mình cũng sử dụng một hình tròn. Tới bán kính tấm 12 cm. Mình sẽ so sánh giữa màu trắng và màu cam. Giờ mình có thể thấy là giữa nền màu trắng thì nó màu cam này rất là nổi bật, cho nên mình sẽ cắt những cạnh hoa màu cam để làm một bông hoa màu đơn ghép cạnh trên nền màu trắng như vậy. Đây là nền đậy hoa. Bây giờ mình sẽ do cái thước hình tròn khuôn của chúng ta cũng khá to, thì mình sẽ cắt những cạnh hoa có tương cái thước to. Ở đây mình sẽ gấp tay giấy A4 của mình thành 3 phần bằng nhau, và có thể là 3 phần. Sau đó chúng ta dùng bút chì vẽ tạo hình một cạnh hoa. Thì cạnh hoa của chúng ta sẽ có độ bầu tròn và chọc nhọn. Ta sẽ vẽ cạnh hoa tương đối. Đây. Thì sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ dùng kéo cắt xong phần cạnh hoa mà chúng ta đã vẽ. Đây, chiều dài cạnh hoa mà mình đang cắt ở đây có là kích thước là 6 cm. Sau khi cắt xong một cạnh hoa thì sẽ dùng tẩy đi phần bút chì đã vẽ, tăng thêm độ thẩm mỹ cho cạnh hoa. Và từ một cạnh hoa này chúng ta sẽ làm khuôn cho những cạnh hoa còn lại. Lưu ý ở đây chúng ta sẽ có một bước nữa, đó là dùng kéo cắt 1/3 cạnh hoa từ dưới đáy lên. Bây giờ mình sẽ cắt khuôn. Nâng được như vậy chúng ta cần chuẩn bị 20 đến 25 cạnh hoa màu cam. Thì ở đây mình sử dụng ghép màu cho hoa. Thì ở cạnh hoa sẽ là màu cam, còn những cạnh bên trong sẽ là màu hồng nhạt. Chúng ta sẽ pha màu cho cạnh hoa giống như những cạnh hoa ở ngoài đời thực. Mà nên mình không sử dụng đông nhất một cạnh hoa một màu, mà sẽ dùng là cạnh hoa pha màu, tăng thêm độ nghệ thuật và mới lạ cho bông hoa của chúng ta. Ở đây với khung tranh
kích thước hình tròn đề can to so với một bông hoa nhưng mà nhỏ so với nhiều bông. Cho nên mình quyết định sẽ chọn là các trang trí một bông hoa, các tường hoặc là bông hoa hải đường ghép cạnh pha màu để trang trí ở chính giữa. Một bông hoa hải đường ghép cạnh hoặc là một bông hoa màu đơn ghép cạnh thì đồ xếp cạnh như nhau. Ở đây mình sẽ chọn một bông hoa màu đơn. Nếu các bạn có thể dùng màu đỏ thì đúng với màu sắc của bông hoa màu đơn hơn. Đây mình muốn mới là về việc pha màu cho nên mình sử dụng màu màu cam và màu hồng. Các bạn có thể sử dụng màu đơn sắc là màu đỏ. Màu đỏ là màu đặc trưng của hoa màu đơn. Ở đây thì mình sử dụng hoa ghép cạnh, ghép màu cho nên sẽ sử dụng màu cam và màu hồng. Về đồ xếp cạnh thì ở đây mình sẽ chuẩn bị tầm 2 lớp cạnh màu cam và 2 lớp cạnh màu hồng. Bây giờ mình sẽ cắt tạo hình màu hồng. Sau khi cắt tạo hình xong các cành hoa thì bây giờ mình sẽ tiến hành tạo chiều sâu cho mỗi cành hoa. Mình sẽ cho một lớp keo vào phần đã cắt ở giữa cành hoa. Các bạn chú ý nhé, sẽ cho một lớp keo và chồng hai lớp cành hoa lên nhau thì bạn có thể so sánh một cành hoa đã được tạo chiều sâu và một cạnh chưa. Thì chúng ta sẽ có thể thấy là phần các tạo chiều sâu và một cạnh hoa có chiều sâu hơn so với mặt phẳng của giấy một cạnh hoa chưa tạo cạnh chiều sâu. Mục đích của việc cắt hai phần ba từ đáy lên của một cạnh hoa là ở bước này tạo chiều sâu độ cong cho cành hoa. Mỗi cành hoa có mỗi chiều sâu, khi ghép lại thì bông hoa chúng ta sẽ có độ chân thật hơn so với mặt phẳng của một tờ giấy. Chúng ta lần lượt tạo chiều sâu cho hoa cành hoa.
sau khi tạo chim sau cho các tinh hoa thì ở đây mình sẽ dùng một thanh thép nhỏ để tạo đồ cong cho mỗi cánh hoa. Các bạn lưu ý thì ở đây mình sẽ dùng thanh thép này để ở hai bên rìa của cánh hoa và dùng thủng tuột uốn cong cánh giấy men theo đồ cong của thanh thép. Và đây là một cánh hoa hoàn chỉnh đã hình thành. Thì chúng ta có thể quan sát một cánh hoa phẳng ban đầu của mảnh giấy bây giờ đã có chiều sâu khi tạo gấp hai cánh hoa lại với nhau, và đồ cong của cánh sau khi chúng ta uốn cong hai bên rìa cánh nhờ vào thanh thép tròn này. Đây thì một cánh hoa đã hoàn chỉnh. Chúng ta làm tương tự như vậy với những cánh hoa còn lại. Và đặc biệt lưu ý là chúng ta khi uốn cong các cánh hoa thì tương đối nhẹ tay, tránh trường hợp bị rách, vì nguyên vật liệu chúng ta ở đây là giấy, cho nên khi uốn cong thì giấy thì nó không có độ đàn hồi như là vải hoặc là vải hoặc là xốp, cho nên sẽ rất dễ rách. Cái này buộc chúng ta phải cẩn thận khi để tránh trường hợp cánh hoa bị rách. Chúng ta chỉ cần cuộn nhẹ cánh hoa men theo đồ cong của thanh thép thì tự nhiên thì cánh hoa sẽ có đồ cong vào. Lần lượt như vậy chúng ta uốn xong uốn cong với tất cả các cánh hoa màu cam và hồng. Như vậy mình đã xong phần cánh hoa thì mình sẽ cho khung vào. Bây giờ mình sẽ gắn hoa vào khung. Ta sẽ lật phần đáy hoa, cánh hoa và dán. Lưu ý cách dán của hoa màu đơn thì chúng ta sẽ không dán cách thở nhau, mà chúng ta sẽ cắt dán cách xếp vào nhau như vậy. Em tiếp theo sẽ dán trong phía dưới của cánh trước đó. Chúng ta cho keo vào đáy cánh hoa và dán như vậy, như hình cánh này xếp vào phía dưới của cánh khác. Lần lượt như vậy chúng ta dán hết một vòng của cánh hoa.
Như vậy lá đã xong một lớp cánh hoa màu đơn ở phía bên ngoài. Các bạn có thể nhìn thấy lớp đầu tiên của hoa có độ xếp cánh rất đều và có nét thẩm mỹ khá cao. Bây giờ mình sẽ xếp lớp cánh thứ hai. Lớp cánh thứ hai thì các bạn lưu ý là đây, mình sẽ dạo một cánh đầu tiên cho các bạn thấy. Là cánh này sẽ so le nằm ở chính giữa hai cánh phía sau. Đây. Và chúng ta sẽ dẹp những cánh còn lại. Cách kẹp thì cũng như lớp cánh thứ nhất. Lớp cánh này sẽ so le với hai lớp cánh. Như vậy là cánh thứ hai đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ dán lớp cánh thứ ba màu hồng. Như vậy một bông hoa màu đơn sai đại đã hình thành. Các bạn có thể nhìn thấy là hôm qua chúng ta khá đều và khá thẩm mỹ bế rồi xếp cạnh cũng như độ đều của các cánh hoa. Ở đây mình có chuẩn bị một đoàn tơ lụa để làm nhị hoa. Để làm được một đoàn tơ lụa như vậy thì mình cần chuẩn bị một hình chữ nhật dài tầm 10 cm và chiều ngang tầm 4 cm. Chúng ta tiến hành gấp đôi và lật lại các những đoạn thẳng song song với nhau, những đoạn thẳng tua rua. Nó sẽ trừ lại phần đáy này để phần đáy này sẽ cuộn lại làm đáy của nhị hoa. Thì đồ thẩm mỹ cũng như đồ cong, đồ đẹp của nhị hoa được quyết định vào những khoảng cách của mỗi đoàn tơ lụa này. Các bạn có thể nhận thấy ở đây mình đặt những đoàn thẳng tơ lụa có kích thước khá bé. Thì đặt nửa khi cuộn tròn lại thành một nhị hoa thì nhị hoa sẽ có độ mềm mại và uyển chuyển hơn so với chúng ta cắt những đoàn tơ lụa có kích thước to hơn. Thì nhị hoa sẽ bị thô cứng và không có nét mềm mại. Đó là điểm cần chú ý khi cắt một nhị hoa tơ lụa. Bây giờ mình sẽ tiến hành tạo nhị hoa. Chỉ cho một lớp keo vào phía trong, cố định hai phần dậy và sau đó mình sẽ cuộn tròn. Bắt đầu từ một điểm cuộn tròn như vậy. Trong quá trình cuộn tròn thì chúng ta có thể chêm thêm phần keo để giúp để phần keo chúng ta cố định mà không bị xô lệch, tạo độ đều cho nhị hoa. Chúng ta dán như vậy cho đến đoạn cuối và chêm một lớp nhị hoa vào, keo vào nhị hoa. Chúng ta giữ chắc tay. Và nối thêm một phần nhị hoa nữa. Phần nhị hoa này chúng ta sẽ cố gắng dạng sao cho nhị hoa phần tiếp theo cao hơn nhị hoa phần trước đó một đoạn. Đây, nhị hoa ban đầu của chúng ta, phần nhị hoa này sẽ được dạng cao hơn một đoạn
để tạo độ nở cho nhụy hoa. Mình sẽ cho keo vào đóng phần nhụy, rồi dặn vào phần nhụy hoa có sẵn. Sau đó chúng ta sẽ cuộn tròn, sẽ chêm keo vào. Phần nhụy hoa đã hoàn thành. Chúng ta sẽ cho phần keo vào phần đậy nhụy hoa và gắn phần nhụy hoa này vào chính giữa bông hoa. Trong quá trình gắn thì chúng ta sẽ ấn nhẹ và tạo độ cong, độ nở cho cả cành hoa chỉ ra ngoài. Đây. Như vậy mình đã hoàn thành xong một bông hoa mẫu đơn ghép cạnh pha màu, với cạnh lớp ngoài là màu cam, cạnh lớp trong là màu hồng, cùng với nhụy hoa đôi. Nhụy hoa này có đẹp đặc biệt là nhụy hoa đôi, một lớp ngắn phía trong và lớp ngoài nhà hơ. Nhụy hoa đôi này sẽ tăng thêm độ tinh xảo cho ông hoa chính của chúng ta, bởi vì ở đây chúng ta điểm nhấn sẽ là bông hoa chính giữa, cho nên chúng ta sẽ tập trung vào phần nhụy hoa này nhiều hơn. Tiếp đó thì mình cũng chuẩn bị một hạt ngọc nhỏ để làm tâm điểm cho nhụy hoa, để cho một lớp kéo hoa chính giữa và thả hạt ngọc này vào nhấn cho bông hoa của chúng ta. Rồi bây giờ thì sẽ đỡ vừa trang trí các phần ria ống hút của chúng ta. Ở đây phần trang trí mình sẽ dùng những cành hoa màu hồng. Thank you.
Ở đây những cái nó màu hồng mình đã cắt sẵn thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái hoa này và gắn vào phần đuôi của ống hút. Mình sẽ cho keo vào và gắn những cái hoa vào. Tương tự như vậy, những ống hút khác mình cũng sẽ cho keo và gắn cạnh hoa vào. Đây là một lượng trang trí khá mới cho một khung tranh. Ta sẽ tận dụng những cạnh hoa mà đã làm hoa trang trí cho khung tranh. Mỗi khung tranh sẽ có một ý nét sáng tạo riêng. Thì câu của sáng tạo là vô hạn, cho nên các bạn có thể tùy thích sáng tạo theo ý thích cá nhân của mỗi người. Ví như ở đây các bạn không muốn làm những cạnh hoa để trang trí thì các bạn có thể dùng những cách tạo hình khác, ví dụ như lá, chiếc lá lông vũ hoặc là những chiếc lá màu xanh hoặc là những hạt ngọc để trang trí. Đây mình lựa chọn những vật liệu có sẵn và cách tạo hình có sẵn để trang trí cho đồng bộ với khung tranh của chúng ta. Ở đây mình đã hoàn thành được 13 cạnh hoa vào 13 phần ống hút trang trí. Tiếp theo thì là mình sẽ chuẩn bị những hạt ngọc nhỏ như vậy để kèm vào phần trang trí cho thêm phần bắt mắt. Ta cũng lần lượt cho keo vào chính giữa mỗi cạnh hoa và thả những hạt ngọc vào. Như vậy mình đã hoàn thành xong một khung tranh với một bông hoa màu đơn đẹp cảnh và màu sai to ở chính giữa cùng với những cạnh hoa màu hồng để trang trí xung quanh. Chúc các bạn thành công với mẫu trang trí này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.